Kính thưa quý vị, của Sơn Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và trong mấy ngày hôm nay, quý vị sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Putin tại Helsinki, người ta cho rằng Nga là một cái lực lượng tin tặc rất là quan trọng, ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và ảnh hưởng đến một số quốc gia châu Âu và có thể đe dọa đến cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 và tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên, một số báo chí thì cho rằng cái hiểm họa của Nga là kinh hoàng, sự đe dọa của Nga là kinh hoàng, nhưng mà không thể nào kinh hoàng bằng sự đe dọa của Trung Quốc. Thưa quý vị, Trung Quốc đã mở một mạng lưới tình báo, gián điệp, hackers vào nước Mỹ như thế nào và trên thế giới như thế nào, để chúng ta thấy rõ những cái chính quyền độc tài, thưa quý vị, đã thực hiện những cái con đường bá đạo như thế nào và họ đang đánh nước Mỹ như thế nào. Hôm nay chúng tôi mời quý vị nghe câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Bùi vén một cái màn bí mật để quý vị nhìn vào thấy cái hoạt động tình báo, hoạt động tin tặc, hoạt động ăn cắp của Trung Quốc tràn lan trên nước Mỹ như thế nào. Đây là một cái bài báo mà được xem là, đây là một loạt các tin tức được xem là nó nguy hiểm đến đời sống người Hoa Kỳ và an ninh của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một lần nữa người bạn chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Bùi, người phụ trách chương trình và quý vị yêu mến lâu nay, đó là nước Mỹ nhìn từ mặt trái, thưa quý vị. Chào anh Bùi, thưa em. Dạ, xin chào anh Nguyễn Xuân Nam, xin chào quý vị, thưa quý vị. Vừa rồi anh Nam giới thiệu, quý vị thấy rằng là cái vấn đề bây giờ lo ngại Nga Xô thì không bằng lo ngại và Trung Cộng. Sở dĩ quý vị thấy vừa rồi là Tổng thống Donald Trump ông áp đặt thuế quan lên Trung Cộng, anh thấy không? Nghĩa là bất chấp cái vấn đề. Cái đó là có một số họ nói rằng là Hoa Kỳ có lợi 100%, chứ không phải là Hoa Kỳ lộ đảo đến Nguyễn Xuân Nam. Tại vì thế này, thì khi mà năm 2017 chẳng hạn, khi mà nhập cảng hàng hóa vào Hoa Kỳ á, rất là lớn, có thể lên 500 tỷ Mỹ kim hàng hóa. Mà trong cái đó thâm thụ mậu dịch đến 375 tỷ. Mà ngược lại cái vấn đề mà hàng từ Mỹ đi sang Trung Cộng á, thì không đáng giá bao nhiêu trơn so với cái hàng nhập cảng của từ Trung Cộng. Bởi vậy cái đó bây giờ Tổng thống Donald Trump đánh thuế bao nhiêu là đối với Hoa Kỳ không thấm thiế nào hết trơn. Nhưng Trung Cộng thiệt thòi rất là nhiều. Nhưng có một nỗi khổ cả là nếu như làm như vậy thì người tiêu dùng giống như là mùi vị Anh Nam thì bỏ tiền ra thêm một tỷ nữa thôi. Nhưng có cái đó là có lợi cho quốc gia, thưa quý vị. Lợi cho quốc gia là 10 năm, 20 năm, 30 năm sau nữa. Nhưng thưa anh Nguyễn Xuân Nam, vừa rồi anh Nguyễn Xuân Nam nói là cái tham vọng của Trung Cộng á, nó mới dần từ đó, thưa quý vị. Thưa quý vị, bây giờ quý vị thấy rằng là Trung Cộng bây giờ nó đưa tất cả mọi người dân của nó đi khắp thế giới bằng hình thức này, bằng hình khác, bằng cách di dân. Nào là đào tì, anh Nguyễn Xuân Nam, vấn đề đào tì của Trung Cộng đó là một sự sắp đặt, chứ không phải nó tự nhiên nó có đâu. Nó sự sắp đặt. Mà những người đào tì này nó lợi dụng những cái luật pháp, những cái hiến pháp đặc biệt cho những người mà đào tì á, tức là họ biểu trí tổ, rồi nó lợi dụng cái quyền, cái nhân quyền của cái đất nước, thì dưới như đất nước Mỹ chẳng hạn, họ lợi dụng những cái đó, dù những người ta đào tạc đó để ăn cắp cái này, ăn cắp cái khác, hoặc dù làm cái gì đi nữa, thằng Trung Cộng nó không chịu trách nhiệm. Đó là một cái mà thằng Trung Cộng đang nghiên cứu vấn đề đó. Một điều mà người ta nói thế này, người Mỹ á, rất là khó để đánh giá được cái vấn đề, thứ nhất là văn hóa, cái thứ hai là các công ty hoạt động của Trung Cộng. Do đó Mỹ đang đương đầu với cái chuyện đó. Thì thưa quý vị, thì Trung Cộng á, ta năm cũng đã biết rằng là trong những năm gần đây người ta xôn xao rất nhiều vấn đề là Made in China, đúng không? 2025, tức là các mặt hàng sản xuất ở Trung Cộng năm 2025. Thì có nghĩa sự tham vọng của Trung Cộng á, là đến năm 2025 có thể là dẫn đầu thế giới trong nhiều cái lĩnh vực. Thì duyên tiêu tiêu bự, ôi nhất, bây giờ là mũi nhọn mà Trung Cộng nhắm vào á, tức là vấn đề vi tính, vấn đề chất thì chất bản dân chẳng hạn, hoặc là robot chẳng hạn, là người máy á, nhất là robot về IT. Tính như hai cái vấn đề đó bây giờ Trung Cộng đang nhắm vào. Mà nhắm vào, quý vị biết rằng là hàng năm Mỹ nó bỏ ra 510 tỷ đô la để nghiên cứu và phát triển về kinh tế, vừa khoa học kỹ thuật vân vân. Thì trong đó thì Trung Cộng nó bỏ ra 600 triệu hoặc hơn nữa để tung ra những gián điệp đó đi ăn cắp để về mà nó làm giàu cho nó thôi, và nó đi ăn cắp những cái sáng tác đó, cái sáng kiến đó, hoặc là những thành phẩm đó để về
nó áp dụng cho nó. Thì dưới đến bây giờ nó có máy bay tàng hình rồi thưa quý vị, và máy bay rồi có thể rằng là vũ khí hạt nhân vẫn có rồi. Đó là trong cái tham vọng của Trung Cộng như vậy. Rồi chất bán dẫn hay robot, ngay cả xe điện tử tự động nữa, anh Nguyễn Xuân Nam, mà vừa mới đây này, tức là một tay kỹ sư làm cho Apple vấn đề xe điện tử là không người lái thôi à, nó làm ở trong công ty đó, nó ăn cắp tài liệu rồi về là đầu thú làm tại cho Trung Cộng. Thế thì như vậy là nó ăn cắp bằng sáng chế ở đây, ăn cắp tài liệu ở đây để về phục vụ cho Trung Cộng. Tôi quý vị thấy đó là một kỹ sư được lương hậu hĩnh này kia nọ, rồi coi như là nó cũng được là có cái chính sách ưu đãi cho nó. Thưa quý vị, tức là nó tung ra nhiều cái phương cách để nó ăn cắp, mà nó ăn cắp không phải là những chức, thì dụ như bạn dẫn toàn là mà cái mà mình thấy cảm thấy rằng là tương lai nó sẽ dẫn đầu thế giới nếu như Mỹ không chặn đứng ngay bây giờ. Mà nếu như Mỹ chặn đứng là có những cái rất khó khăn, là Nguyễn Xuân Nam dường như Quốc hội đã chặn đứng cái vấn đề luật các công ty bạn chẳng hạn. Những công ty Mỹ khổ nổi thế này có lời đâu là bạn thôi à, có lời chia sẻ thôi à, cho nó không cần biết là vấn đề quốc gia là cái gì trước à. Thấy không? Thế rồi khi mà chừng nó bán rồi, các công ty Mỹ dùng Micron chẳng hạn chừng bán rồi, thế chứ bây giờ là bằng cách khác, có nghĩa là cấp giấy phép, cấp license cho partner của nó để vào công ty. Như vậy khi mà cấp license partner thì nó quyền truy cập tất cả các tài liệu đó. Thế bằng cách như bản thân Nguyễn Xuân Nam. Như vậy sau đó là lại tiến cao hơn. Những cái tham vọng, cái mũi nhọn của Trung Cộng hiện nay tung ra những gián điệp. Mà những gián điệp đó như thế nào chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến quý vị sau. Những cái gián điệp đó nó đi ăn cắp nào là chất bản dựng này, robot này, điện tử công nghệ mà xe tự động này, rồi nào là viễn thông này, là phần mềm, máy vi tính này, rồi mặt tích hợp này, sinh học này, y tế này, và cái cả quan trọng nhất quý vị thấy rằng nó tập trung vào cái vấn đề một quốc phòng á, tức là vũ khí hạt nhân á, nó làm sao thế nào nó cấp những cái tài liệu, những cái phát minh khoa học về vũ khí hạt nhân. Quý vị thấy rằng Trung Cộng nó ghê sợ lắm. Nga Xô thì vừa rồi là Nguyễn Xuân Nam nó có những hacker, có những tin tặc để làm xáo trộn cái tình hình chính trị tại Hoa Kỳ, nhưng chưa phát hiện ra là có những cái ăn cắp mà tính cách mà nó quan trọng đến vấn đề xã hội, đến vấn đề y tế, đến vấn đề kinh tế, đến vấn đề quân sự vân vân. Đó là một cái mà Mỹ ăn bây giờ đang sợ, mà đang sợ bởi vậy giờ đó quý vị thấy rằng làm thế nào để Trung Cộng nó ngăn chặn cái đó. Mà rất khó quý vị. Bây giờ quý vị thấy rằng Trung Cộng bây giờ nó không phải là ăn cắp tại Mỹ đâu, nó ăn cắp tại Đức và các nước khác nữa. Và đồng thời đến bây giờ nó đẩy người của nó đi các nơi đâu, nó chiếm lãnh thị trường, rồi chiếm lãnh những cái tài nguyên vân vân. Yếu tố thứ hai, tham vọng công nghệ của Trung Cộng á, thì người ta lo lắng rằng một mai nào đó sẽ đảo lộn vấn đề cái trật tự thế giới về thương mại. Khi đạo luận ở trên, thế bây giờ Trung Cộng muốn nói rằng là những cái quy định, những cái quy chế đã định thế kỷ 20 anh Nguyễn Xuân Nam có thể xem xét lại, có thể thay đổi. Mà khi có thay đổi á, thì như vậy quý vị thấy rằng là vấn đề sự đạo luận của cái nền kinh tế, vấn đề không nói về vấn đề chính trị, về kinh tế, xã hội, vấn đề y tế của thế giới. Thế như vậy tương lai như thế nào? Tương lai người ta sợ rằng khi mà Trung Cộng nó dẫn đầu thế giới thì đó là một cái đại họa. Như vậy cái tương lai năm 2015 Trung Cộng họ đã thiết kế, họ đã có kế hoạch rồi nhằm để thống trị. Thứ nhất về mặt công nghệ là vi tính, công nghệ kỹ thuật đó, là công nghệ tiến triển hiện nay đó, hoặc là trí thông minh nhân tạo đó, là robot đó, thì quý vị thấy rằng là đó là những cái mũi nhọn mà Trung Cộng đang hướng tới. Thế thì những cái quy tắc về thương mại toàn cầu thay đổi ấy, thì hiện nay Mỹ và Trung Cộng đang chạy đua vấn đề đó. Bây giờ Mỹ ấy, đang bỏ một số tiền lớn để nghiên cứu cái vấn đề mà chất bản dẫn, rồi viễn thông vân vân, rồi không gian vân vân, để làm sao chạy đua với Trung Cộng. Thì Mỹ là một nước dẫn đầu. Bởi vậy rồi quý vị thấy rằng là cuộc chiến tranh thương mại ấy, thì không phải là chuyện đơn giản cái vấn đề hàng hóa không thôi, mà còn chần đựng rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta sẽ có thể nhìn thấy trong tương lai nữa, anh Nguyễn Xuân Nam. Vấn đề mà cái quan trọng hiện đại bây giờ là anh Nguyễn Xuân Nam Trung Cộng làm sao, anh Nguyễn Xuân Nam biết không? Bây giờ Trung Cộng đang ngồi đó, bây giờ Trung Cộng có một số tiền lớn lắm. Bây giờ Trung Cộng là chủ nợ của Mỹ, mà anh Nguyễn Xuân Nam phải không anh?
À, thế bây giờ Trung Cộng có cái cá, có cả thế này, bây giờ nó không, mà bây giờ là Mỹ cũng khó, thưa quý vị. Bây giờ thằng Trung Cộng bây giờ ngồi ôm một số tiền lớn đó, bây giờ đợi những công ty Mỹ nào mà gọi là siêu rồi á, ok là chụp mua ngay liền, nó mua giá cả, giá bất cứ giá nào nó mua hết trơn á. À, thì cái vấn đề này rất là nhạy bén trong các công ty, rồi nó mua không được á thì nó có thể cho đi đầu tư làm partner, là partner là coi như là đối tác với nhau, à, hoặc là cho vay nợ, quý vị cho vay nợ sau đó khi không trả nợ được đó, tức là cũng dùng nhiều kiểu mà quốc hữu hóa nước Việt Nam, thì đó là những cái ước mơ của Trung Cộng hiện tại á. Như vậy nó bây giờ nó đang chờ đợi cái các công ty nào mà sắp sửa coi như là dự vẫn không được á, thì cả thứ nhất là nó mua lại, cả thứ hai là mua lại không được á thì nó mua những chất xám hay là những tài liệu hoặc là những cái kỹ sư mà cấp cao á, đó, mua hết trả lương rất là cao, rất là hậu hĩnh lắm. Thì đó là một trong những cái mà hiện tại đang Trung Cộng nó làm như vậy. Thế chúc quý vị thấy Trung Cộng tuyên bố năm 2020 không thôi, mà nó có thể ở thành phố, ở Bắc Kinh chẳng hạn thì có những xe hơi điện không người lái, hoặc xe hơi điện, xin lỗi quý vị, xe hơi điện thôi là phải chạy ở trên đất nước, ở trên Bắc Kinh rồi. Đó, còn nói vấn đề xe không người lái thì nói riêng nữa. Đó. Thì những cái điều đó thưa anh Nguyễn Xuân Nam, thì nếu như thực hiện được điều đó thì nó làm thế nào, thì phải tổng giảng điệp thưa anh Nguyễn Xuân Nam, thì đó qua những cái những cái khái niệm mà cái tham vọng của Trung Cộng đó, thì anh Nam có ý xếp nữa anh Nguyễn Xuân Nam này. Thưa quý vị, một trong những cái điểm mà thế giới phương Tây rất là ngại đối với Trung Cộng là kể từ khi Tập Cận Bình lên làm tổng bí thư, chủ tịch nước và chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương, cộng nhiều chủ tịch nữa thưa quý vị, 8-9 chủ tịch, ông ta dồn cái quyền hành về phía mình. Ông ta ly khai những cái chính sách truyền thống của Trung Cộng kể từ Mao Trạch Đông, kể từ Đặng Tiểu Bình cho đến bây giờ. Ông ta có cái tham vọng rõ ràng là bá chủ thế giới. Một loạt các vấn đề đặt ra, nào là một vành đai, một con đường, nào là Make in China 2025, sản xuất tại Trung Quốc năm 2025, dẫn đầu 10 cái lĩnh vực quan trọng về kỹ thuật hiện đại, trở thành một cường quốc về kinh tế, một cường quốc về quân sự, một cường quốc về học kỹ thuật. Rồi Trung Cộng về mặt quân sự mở rộng ra châu Á, Thái Bình Dương, lấn chiếm Biển Đông, tràn sang khu vực Ấn Độ Dương, tạo những cái chuỗi gọc trai trên toàn vùng châu Á, Thái Bình Dương. Trung Cộng có những tham vọng rất lớn, và cái điều đó châu Âu có những phản ứng, và Hoa Kỳ có những phản ứng. Bởi vì cái con đường phát triển Trung Cộng là con đường mà chúng tôi sẽ nói trong bài nói chuyện sắp tới đây với giáo sư Nguyễn Ông Dũng về cái tội lỗi của Tập Cận Bình đã đẩy đứng Trung Cộng không đủ tư cách để lãnh đạo thế giới như thế nào, và cái sai lầm của Trung Cộng trong vấn đề ngoại giao như thế nào. Nhưng mà chính sách của Tập Cận Bình rất là tham vọng, và tham vọng không phải bằng đôi chân của chính mình, và tham vọng bằng đi ăn cắp những sáng kiến, những sở hữu trí tuệ của các nước trên thế giới. Như anh Bùi dẫn chứng quý vị, trong khi Mỹ bỏ ra trên 500 tỷ Mỹ Kim để làm công việc R&D là nghiên cứu và phát triển các cái sáng kiến mới, ứng dụng các sáng kiến mới, thì Trung Cộng ấy, thì thay vì anh đổ tiền vào R&D là Research and Development, thì anh đổ có 600 triệu để vào để tổ chức mạng lưới điện cấp. Chúng ta thấy một cái phát triển đó, anh chờ người ta đi gieo hạt, rồi đi nhổ cỏ, rồi đi bón phân, rồi đi chăm sóc vân vân, để khi một cái đám lúa nó gặt lên đó, thì tới ngày gặt thì ra anh gặt phụ anh chở về nhà qua. Cho nên cái cách đó là cách bá đạo, cách đó là cách lưu manh thưa quý vị. Nhưng bây giờ người ta mới thấy rằng cái mạng lưới của Trung Cộng, mạng lưới tình báo Trung Cộng, mạng lưới mà gián điệp của Trung Cộng để chuyên ăn cắp về kỹ thuật, chuyên ăn cắp về các cái sáng kiến khoa học kỹ thuật là nó kinh hoàng trên nước Mỹ thưa quý vị. Anh có thể dẫn chứng một vài cái ý kiến của những chuyên viên về vấn đề này thưa anh Trung Cộng.
Thưa quý vị, thì vấn đề trống cằm nó tung ra gián điệp không phải là giống như trước đây, thì như là Mỹ tung ra gián điệp đi đến các nước khác cũng có như vậy không đâu, nhưng theo dõi tình hình đất nước đó nó phát triển thế nào để mình phát triển có thể vượt bậc hơn, hoặc là theo dõi họ làm những điều gì có thể nó hại cho cái an ninh thế giới. Nhưng ngược lại với trống cằm nó tung những cái gián điệp, nó không phải làm việc như vậy, mà tống giảng điệp là đi ăn cắp về khoa học kỹ thuật, tất cả những cái gì mà có thể Mỹ phát triển nó đang cắp. Mà chính phủ Trung Cộng á, họ tham gia hoạt động giảng điệp này dưới là Bộ An ninh của nhà nước, thì trong đó bao gồm là giảng điệp an ninh mạng, truy cập những cái thông tin nhạy cảm, giảng điệp về công nghệ. Thứ nhất là thúc đẩy cái nền kinh tế, thứ hai tức là quan trọng nhất làm thế nào để họ thúc đẩy cái về quân sự của họ. Thì đó là một trong những cái mục đích của Trung Cộng như vậy. Thì nếu như Trung Cộng nỗ lực lớn để nó mua gì, bây giờ hiện tại giống như chúng tôi đã trình bày, tức là mua lại là các cái công nghệ về quân sự nghe. Thì quý vị thấy rằng là bây giờ anh Nam cũng đã thấy rằng là các cái con chip của các máy bay trực thăng này kia nọ, anh thấy không? Nó sản xuất tại Trung Cộng, bây giờ Trung Cộng làm giả rồi, anh thấy không? Đó. Từ cái làm giả, quý vị còn nhớ là ông Jack Ma, tức là ông người sáng lập cái Alibaba. Alibaba, thì khi đó ông lấy phát biểu nói là quý vị thấy rằng là cái hàng giả của Trung Cộng còn tốt hơn hàng thiệt nữa, nói vậy. Ông tuyên bố thẳng thắn như vậy sau khi người ta lên án các cái công ty hàng thật, người ta lên án quả ông mới xin lỗi. Và quý vị thấy họ tiếc lỗi cái này đúng, tại vì người dân Mỹ phải nhìn nhận cái đó, hàng giả, từ cái hàng giả đó bây giờ Trung Cộng làm trở thành hàng thiệt, tất cả đó là cái mặt hàng mà sản phẩm hàng tiêu dùng thôi quý vị. Còn cái vấn đề mà các cái mặt hàng mà có tính cách mà quan trọng nữa là bí mật quốc phòng này kia nó sẽ làm được. Rồi bây giờ người ta nói rằng là vấn đề cái gián điệp của Trung Cộng là có hai loại gián điệp, một gián điệp truyền thống và gián điệp và modern, tức là hiện đại. Thì những cái ta nói về gián điệp về truyền thống á, thì trước đây thì giống như họ đóng góp vào cổ phần một công ty nào đó, họ làm ăn với công ty này, công ty đó. Rồi cái thứ hai nữa tức là họ trở thành cái đối tác với những công ty dân sự của Hoa Kỳ. Các cái công ty dân sự của họ nấp chiếu bài thế này, các công ty dân sự của Trung Cộng á, họ nấp dưới chiếu bài như vậy nhưng thuộc của nhà nước hết trơn á, họ hợp tác, có nghĩa là họ là partner với các cái công ty doanh nghiệp của Mỹ. Thế từ đó là họ vấn đề họ lấy kỹ thuật, họ là mua kỹ thuật về công nghệ, hoặc là họ lấy dữ liệu về kinh tế, thì bằng cách là khi mà họ làm partner thì họ xâm nhập ở trong cái mạng lưới, trong cái nguồn máy rồi. Mình quý vị thấy rằng là ở Mỹ thì các công ty hoàn toàn là công ty tư nhân, nhưng nó có liên quan đến với chính phủ, tức là nó có một phần nào đó nó qua lại với nhau. Thì như vậy thì các cái công ty dân sự của Trung Quốc á, Trung Cộng á, nó núp dưới chiếu bài của dân sự mà thôi, nhưng thực sự đó là các công ty quốc doanh của Trung Cộng thì hợp tác với công ty Mỹ như vậy. Rồi khi hợp tác như vậy tức là có quyền truy cập tất cả những cái tài liệu này kia nọ, rồi từ đó nó có thể lấy những cái tài liệu ở của quốc phòng hoặc là của chính phủ chẳng hạn. Rồi đồng thời những cái mạng lưới gián điệp của Trung Cộng nữa, thì đó là một trong những cái vấn đề mà gọi là gián điệp truyền thống. Còn cái gián điệp hiện tại như thế nào quý vị thấy không? Thì gián điệp hiện tại bây giờ thì không phải là họ đưa ra những người mà đi hợp tác như vậy nữa, mà bây giờ là những người, thứ nhất là những người di dân của Trung Cộng là nó núp dưới chiếu bài, nó đi làm gián điệp hết. Cái thứ hai nữa là sinh viên. Cái thứ ba nữa tức là những giáo sư nghiên cứu, hoặc là những exchange program chẳng hạn, những cái chương trình mà trao đổi á, như trao đổi học sinh có, trao đổi sinh viên có, hoặc là trao đổi về công an việc làm có, hoặc là trao đổi công nghệ vân vân, hoặc ngay cả cái vấn đề mà chỉ đó các cái tiểu bang Mỹ hoặc các thành phố Mỹ nhận một cái thành phố ở Trung Cộng làm anh chị em không thôi à, thì đó nó lợi dụng tất cả mọi cái đó để nó làm gián điệp. Và không quên rằng cái gián điệp những người du lịch ở Nguyễn Sơn Nam, người du lịch trong quá trình làm gián điệp, và đặc biệt người ta nhấn mạnh nhất là những người đào thị,
tức là những người mà họ nói rằng là họ coi như là bị Trung Cộng đàn áp này kia nọ, họ bị rồi họ phải trốn đi này kia nọ, những người đó rồi qua đến họ có được là tư cách tị nạn về chính trị chẳng hạn, thì những người đó là một trong những người mà họ gần gũi đến với những cái công ty hay là những cái cơ quan về quân sự hay là những cơ quan hạt nhân nhiều nhất đó, những người đào tị. Và đặc biệt những người đào tị này, thưa quý vị, họ có hưởng được quyền lợi nhiều lắm. Thì như họ đến bị chẳng hạn, họ được quyền lợi. Được khi mà thì dưới họ làm tội lỗi chứ, hoặc là gây vi phạm cái gì đó, thì họ bị truy tội tại Mỹ, nhưng họ không bị trục xuất về Trung Cộng chẳng hạn, hoặc là họ không là Trung Cộng, chính phủ Trung Cộng, hoặc là nhà nước Trung Cộng, hoặc là các công ty Trung Cộng, họ không bị ảnh hưởng gì đó. Rồi họ có tạo ra những cái công ty hoặc công ty vợ nữa, nghĩa là công ty con á, nó nấp dưới dạng là cái công ty chính của Trung Cộng mà họ lấy tên khác. Hoặc là công ty con nữ, những cái công ty này á, họ làm ăn bê bối bên này này kia nọ, thì họ bị truy tội, tức là họ biết cái luật của Mỹ rất là rõ ràng để họ lách cho những cái chuyện đó. Sinh viên rồi học giả rồi những công nhân Trung Cộng mà có quốc tịch tại Mỹ là cũng buộc làm gián điệp cho Trung Cộng nữa, quý vị thấy không? Rồi những người đào tị, rồi những người di dân, rồi các nhà nghiên cứu nữa, thì như các nhà nghiên cứu của Trung Cộng chẳng hạn, Mỹ thì quý vị thấy Mỹ thường hay mở những cái trung tâm nghiên cứu chẳng hạn, họ quy tụ những cái tinh túy của các nước trên thế giới, họ về đó, nhà Mỹ cung cấp tiền, trả lương, rồi tất cả mọi cái tiền nghi để cho những người đó ngồi để nghiên cứu những cái phát minh, những cái bằng sáng chế này kia nọ. Rồi chính là những người này, họ lấy tiền của Mỹ, sử dụng tiền của Mỹ, ăn lương của Mỹ, rồi đánh cắp những cái tài sản này đem về Trung Cộng. Tại Mỹ cũng thua lỗ hết. Đó. Mỹ chơi rất là công bình. Đó. Anh phát minh sáng chế, tức là ảnh hưởng được bằng phát minh sáng chế. Nhưng cái đó là tôi tống tiền ra sở hữu tôi. Nhưng có cái nó ăn cắp thì phải chịu thôi, quý vị. À. Thì trong 10 cái thành phần đó thôi, quý vị. Mà bây giờ đặc biệt thành phần sinh viên nữa. Sinh viên họ đòi lột sinh viên, là có thể những sinh viên đó đã tốt nghiệp ở Trung Cộng rồi, hoặc là những người này hoặc là họ học cao rồi, hoặc là làm họ có thể đòi lột là những sinh viên vào những cái trường đại học lớn. À. Rồi họ xâm nhập vào những thư viện hoặc là những phòng nghiên cứu chẳng hạn, họ làm việc trong cái đó. Trong cái thư viện hoặc là các phòng nghiên cứu, thì từ cái phòng nghiên cứu hoặc là thư viện đó thì họ đánh cắp những cái tài liệu mà phát minh của Hoa Kỳ. Vấn đề mà thì những người này thì họ nhắm vào cái gì, tức là họ, thứ nhất là họ nhắm vào những cái công nghệ về cao này, hoặc là bộ phận viễn thông này, rồi thứ hai là phần mềm này, thứ ba là chất bản dựng này, rồi máy vi tính này, rồi mặt tích hợp này, vân vân. Thì thông thường là các cái công ty quốc doanh của Trung Cộng á, thì họ không là họ len lỏi để làm thế nào để họ mua, hoặc là họ làm họ chống vốn hay là cổ đông cổ phần về các cái công ty Mỹ. Thì các công ty Mỹ á, thì nếu họ cần tiền thì họ phải chấp nhận thôi. Thì mà đặc biệt á, thì quý vị thấy rằng là cái gián điệp hiện tại giờ chưa, tức là nhắm vào cái vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ. Và đồng thời thì họ nhắm vào cái mà về người máy robot của Nguyễn Xuân Nam, AT là AI nữa, tức là những cái công nghệ và tin học đó là tương lai. Là quý vị thấy rằng là bây giờ có những phim viễn tưởng á, tức là bây giờ các người máy ra ngoài chiến trường á, trí thông minh nhân tạo và trí thông minh nhân tạo, thưa quý vị thấy đó là bây giờ Trung Cộng, nếu như mà Trung Cộng nó đạt được hai lĩnh vực đó thì nó đạt được cái vấn đề cái nó khống chế được cái chiến tranh, nó tống ra những robot, tống ra AT đấy, nó ngồi cái điều khiển thôi. Bởi vậy giờ đó bây giờ là Mỹ nó đang sợ như vậy. Có một điều á, mà giữa thời kì tổng thống Barack Obama thưa Nguyễn Xuân Nam, thì có hai tiểu bang về khoa học và không gian ở Hạ viện và ủy ban công nghệ về chương trình chống gián điệp quốc gia điều hành, thì thời kỳ đó ông Barack Obama thì chuyển sang là để có một số công ty cá nhân họ theo dõi và điều hành cái điều đó. Chứ đó một trong những cái đó làm cho nó cái vấn đề mà cái gián điệp của Trung Cộng là càng ngày càng phát triển mạnh nữa, càng mua chuộc hơn nữa.
Tại vì ngay cả quý vị thấy rằng ngay cả cái vấn đề mà trong cả một tông tông cả các sinh viên hoặc là tông cả nhà học giả ở vân vân những người qua đây, nó không những nó mua chuộc ở các công ty tư nhân, nó mua chuộc dễ rồi, nó tống tiền ra là bao nhiêu tiền tống ra trơn, nó mua chuộc rất dễ rồi, mà bây giờ nó còn mua chuộc các nhà làm chính trị, ngay cả Quốc hội Hoa Kỳ. Và không những là mua những người làm chính trị của Quốc hội Hoa Kỳ từ tiểu bang đến liên bang, ngay cả hạ tầng cơ sở nữa, các cấp địa phương giống như là thành phố không thôi, cũng có đã mua chuộc ngay từ đó rồi. Rồi cấp tiểu bang, rồi cấp liên bang, rồi đến Quốc hội, họ mua ngay cả những người chính trị gia. Và không những mua ngay chính trị gia, họ mua gia đình của những người đó nữa. Do đó họ tống tiền nó mua hết trơn ạ. Đó thì khi này chúng tôi cũng đã nói quý vị, tức là Mỹ chi ra một khoản tiền rất là lớn trong để chi tiêu hàng năm cho vấn đề nghiên cứu phát triển, thì đó là 510 tỷ Mỹ kim. Nhưng trong cộng á thì họ ngược lại, họ có cái chương trình bí mật của họ, họ không tống tiền nhưng họ có chương trình bí mật. Thí dụ như là nhiệm vụ chính á là mua lại công nghiệp, là các công ty công nghiệp. Cái thứ hai á là họ mua lại những cái chiến lược và tinh chế, gọi là những cái chiến lược tinh chế cao á, để phát triển vũ khí hạt nhân hoặc là phát triển về những thiết bị quân đội chẳng hạn. Rồi bên cạnh đó thì khi mà họ xâm nhập như vậy, họ có quyền là đi vào để lấy những cái thông tin qua những cái hình thức, tức là họ làm partner hoặc hay là họ đi vào trong lĩnh vực nghiên cứu. Thì dường như Bắc Kinh họ trả hình nhiều dạng lắm, thì dường như bí mật về dữ dạng, có như là cơ quan bí mật để hợp tác với các công ty Mỹ chẳng hạn, hoặc là họ có những cái công ty gọi là front company, tức là công ty con hoặc là công ty được công ty mẹ ở trong cộng đó, nó bao bọc ở bên này. Quý vị còn nhớ khi mà chúng tôi có đưa ra cái có nói chuyện về talk show vấn đề mà trong cộng qua đây trồng cần sa nhiều, thưa quý vị, hoặc là chuyển tiền qua bên này mua về bất động sản á. Thưa quý vị, đó là một cái đường lối, đó là cái chính sách của Trung Cộng. Còn công ty lớn ở bên Trung Cộng nó chuyển tiền qua bên này, nó dựa theo tính hợp pháp của Hoa Kỳ để làm việc bên này. Do đó là có những cái ngay cả bất động sản, thưa quý vị, ngay cả trong cần sa mà những cái bài nói chuyện trước đây là quý vị đã thấy. Đó. Thì đó là một trong những cái thủ đoạn của Trung Cộng như bạn Nguyễn Xuân Nam. Thì không biết anh có cái gì thêm nữa không? Thưa quý vị, trong cái cuốn Binh Pháp Tôn Tử, một cuốn nói về nghệ thuật chiến tranh cổ đại của Trung Quốc, thì có cái chapter cuối cùng, cái chương cuối cùng là chương thứ 13, thì ông nói về cái gián điệp, nói về gián điệp, nói về tình báo, và cho rằng từ cổ đại Trung Quốc cho rằng một trong những cái vũ khí để đánh gục đối phương, để thắng đối phương, chính là tình báo và chính là gián điệp. Chúng ta không có lạ gì là Trung Quốc cộng phát triển tình báo để đánh gục Hoa Kỳ, nhằm mục đích tham vọng là đánh gục Mỹ trong lĩnh vực tình báo, trong lĩnh vực gián điệp. Anh Mùi đã có trình bày cho quý vị nghe qua một số các cái mục tiêu để mà phát triển của đất nước của họ, không phải bằng mồ hôi, lao động, bằng công sức, bằng nghiên cứu, bằng phát triển khoa học kỹ thuật, mà họ đi một con đường tắt là có thể là mua các công ty. Ví dụ như chúng ta thấy rằng các công ty kỹ thuật cao của Mỹ, họ mua cái giá, họ lấy lại cái kỹ thuật đó, thay vì bỏ mấy chục năm để mà phát triển. Họ bỏ cái đùng, họ mua một cái và họ sang cái kỹ thuật về Trung Quốc. Và từ Trung Quốc sản xuất giá rẻ, họ đưa về Mỹ. Thì Mỹ hoàn toàn mất cái lợi thế nghiên cứu, mất lợi thế về sản xuất, mất lợi thế phát triển và mất lợi thế về thương mại, mất lợi thế về kinh doanh, mất lợi thế về kinh tế luôn. Và không phải chỉ như vậy, ví dụ họ thay vì họ phát triển cái ngành xe hơi của Đức, họ phát triển rất là nhiều năm, nghiên cứu rất là nhiều, không? Bây giờ họ ra họ mua cái công ty đó, rồi họ lấy cái kỹ thuật đó, họ đem về Trung Quốc họ sản xuất xe hơi, trở thành Trung Quốc là cường quốc của xe hơi. Anh mua công ty của semiconductor của Mỹ, công ty bán dẫn của Mỹ, anh đem về Trung Quốc, sản xuất ở Trung Quốc, lấy kỹ thuật ra, từ đó anh phát triển, đưa kỹ sư về phát triển luôn. Anh tước đoạt những tất cả những cái sáng kiến khoa học kỹ thuật để đem về Trung Quốc. Cho nên trong thời đại của Tổng thống Donald Trump, ông có làm một số việc mà tôi nghĩ rất nên, là ngăn chặn một số vụ mua bán.
mà nó ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Và nếu không ngăn chặn điều này đó, thì Trung Quốc sẽ thực hiện cái chiến lược năm 2025 mà châu Âu cũng phản ứng, mà Hoa Kỳ phản ứng. Tại vì nếu anh phát triển bằng như của châu Âu, bằng cái cách của châu Âu làm, bằng cách của Mỹ làm, thì không ai phản ứng, bằng cách của Nhật làm ai phản ứng. Đó, phản ứng đó. Nhưng mà anh phát triển bằng cách là đi ăn cắp trên thế gian này, anh trở thành một tay đại ăn cắp trên thế gian này, trước tiên trở thành một đại cường quốc. Thế thì chúng ta biết rằng cái Tổng thống xã sinh hoạt của Trung Quốc ấy, là trong năm mấy tháng vừa qua, trước đây ảnh gáy cái chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi giấc mơ của Trung Quốc, và ảnh gáy cái chữ Made in China 2035 là hàng sản xuất tại Trung Cộng năm 2025, có nghĩa là anh dẫn đầu trong 10 cái ngành kỹ nghệ quan trọng của thế giới hiện nay, và biến Trung Cộng trở thành một cường quốc về kỹ thuật cao, về kinh tế, về quân sự. Thưa quý vị, khi mà bị châu Âu trả đòn, và Mỹ trả đòn khá nặng, thì trong 3 tháng vừa qua, trước 3 tháng vừa qua, thì Trung Cộng dùng 143 lần cái chữ Make in China 2025 trên các hệ thống báo đảng. Nhưng mà kể khi bị phản công rất nặng nề từ phía Tây Âu và phía châu Âu, cũng như là phía Hoa Kỳ, thì trong 3 tháng vừa qua, gần như Trung Cộng gần như không sử dụng cái chữ này nữa. Bởi vì Tập Cận Bình bây giờ bắt đầu cũng đang đứng trước sự đối đầu rất là nặng nề của thế giới. Trong bài nói chuyện sắp tới giữa chúng tôi và giáo sư Nguyễn Dũng, thì quý vị sẽ thấy rằng cái thế giới đang đối đầu với Tập Cận Bình như thế nào, thưa quý vị. Và họ đang giấu lại cái con bài 2025 thay vì khoe khoang khoác lác như trước đây. Và bởi vì họ biết rằng cái con đường khoe khoang khoác lác của họ chỉ có hại cho mà thôi, thưa quý vị. Cho nên, nhưng mà cho dù có giấu mình chăng nữa, có ẩn mình chăng nữa, nhưng mạng lưới tình báo họ đã rải khắp nơi. Họ ăn cắp trong những tiểu bang nông nghiệp ở miền Trung Tây Hoa Kỳ, kể cả hạt giống luôn đó. Kể cả các công thức trồng trọt, kể cả hạt giống luôn, chứ đừng nói tới khoa kỹ thuật nữa. Từ nông nghiệp họ cũng ăn cắp, từ mọi thứ họ đều ăn cắp, thưa quý vị. Cho nên Cộng hòa Nhân dân ăn cắp Trung Quốc, đúng hơn là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thưa quý vị. Thì dù đó là một thể cung cấp sau này thì anh. Dạ mời ạ. Dạ. Yeah. Thưa quý vị, thì anh Nguyễn Xuân Nam nói rất đúng, chứ là khi mà ông Tổng thống Donald Trump ông ra hai điều kiện mà quan trọng nhất đối với Trung Cộng phải thực thi, thì khi đó ông có thể rằng là ông xem cái tariff như thế nào, tức là phải quan thuế cao nhất là không được bắt cả cái công ty ngoại quốc mà làm chuyển nhượng kỹ thuật. Dạ, làm tại Trung Cộng chuyển nhượng khoa học kỹ thuật. Cái thứ hai nữa, không được nhà nước tài trợ thêm tiền bạc cho các công ty. Subsidy. Quý vị thấy hai cái điều kiện đó thì làm sao mà nói chuyện mà Trung Cộng chấp nhận được. Và cái yếu tố thứ ba nữa thì ông Đông Đức Trọng nói, cấm không được ăn cắp những cái phát minh và không được mua cả công ty. Nếu như mà ba điều kiện đó mà xảy ra thì Trung Cộng làm sao nó phát triển được. Bắt đầu bó tay đó không. Bó tay đầu không. Thế nhưng như vậy, thưa quý vị thấy là ông Michael Wenzel, tức là ông chủ tịch ủy ban đánh giá an ninh kinh tế của Mỹ và Trung Cộng, ông nhận định như thế nào, thưa quý vị? Như vậy tức là điều này không phải là báo động mới đây, mà ông chủ tịch ủy ban đánh giá về an ninh là ông Michael Wenzel, mà thời kỳ là ông John Bolton ông đã nói rồi, tức là mình có thể chữa cháy Trung Cộng rồi, chứ phải không đâu. Trước đây 10-17 năm trước thời kỳ tổng thống Barack Obama, Peter Navarro. Dạ, Navarro nữa. Dạ. Thưa quý vị thấy rồi, nhưng bây giờ thì mới đây nhất thì ông Michael Wenzel, tức là ông chủ tịch ủy ban mà đánh giá về an ninh, về kinh tế không, thì ông đánh giá như thế này. Thứ nhất, Trung Cộng nó nhắm đến cái vấn đề, nó tống ra những cái dạng đẹp nhắm đến. Thứ nhất là công nghệ về tiến tiến của Mỹ, rồi sở hữu trí tuệ về thông minh nhân tạo, robot là người máy, rồi thiết bị công nghệ, hoặc là thành tựu mới nhất. Những thành tựu mới nhất tức là làm thế nào là ăn cắp hay là mua chuột này, cho đủ thứ trên đời. Thứ sáu nữa, công nghệ tiến tiến nhất đó là cutting edge technology. Cái công nghệ này bây giờ công nghệ đang phát triển và đang nghiên cứu rất chặt chẽ, thưa quý vị. Đồng thời phát triển về IT chẳng hạn với mức độ cao. Bây giờ mức độ của nhân vật độ thấp là còn vấn đề chứ đó nè. Hoặc là công nghệ ở biên giới về trình độ trí thức. Họ đưa ra thí dụ, thì quý vị thấy thế này. Họ nói thế này,
Ông một tay vịn nghiên cứu về vấn đề Trống Cộng nói được quý vị, nếu như mà đi du lịch vào Trống Cộng, người sang Nam, nếu như người sang Nam có những cái laptop của anh, là có những cái tài liệu, hoặc là anh đi đi làm việc, nhưng đi du lịch, hoặc là anh đi đâu nhưng anh vẫn làm việc ở trên cái laptop của anh chẳng hạn, anh điều hành cái công ty, hoặc là anh điều hành tất cả những cái gì của anh chẳng hạn, thì họ nói thế này: nếu như mà anh đi đến Trống Cộng á, ở khách sạn á, thì khi vào tắm thôi á, thì anh chịu khó mang đi vào trong buồng tắm á, ra đến chỗ nào đó, chứ anh để ra ngoài á, chỉ cần một giây không thôi, một tay bình thường không thôi, thằng download tất cả mọi cái tin tức. Quý vị thấy nó ghê không? Có nghĩa là cái password, những cái code, những cái mã số của mình, nó làm sao nó mở được hết trơn á, nó chỉ cần download trong một giây không thôi, coi như là ra rồi, tức là nó lấy được thông tin của mình rồi, đến mức độ như vậy. Thế thì nếu như nó về hacker á, thì nếu như không biết rằng là Nga Xô nó có mạnh như thế nào, mà nhưng người ta đưa ra một thí dụ để quý vị thấy rằng là nó tinh vi đến mức độ như vậy. Rồi bên cạnh đó thì ông Michael Welch, ông nói thế này: bây giờ thì Trống Cộng vậy, nó mua lại các loại xe năng lượng mới ở Đức hoặc là ở Mỹ chẳng hạn, thì dù bây giờ họ cấp được mua xe luôn đó, mua xe mới, có như xe mới ra là mua liền đó, mua về nghiên cứu vấn đề đó, là công nghệ thông tin tiên tiến, ngay cả công nghệ sinh học nữa, rồi vật liệu mới, hàng không vũ trụ, kỹ thuật đại dương, rồi hệ thống đường sắt, thiết bị về năng lượng, hay là máy móc về nông nghiệp. Nói chung tất cả những cái gì mà ông Michael Welch đưa ra, thì quý vị thấy rằng là Trống Cộng nó đi ăn cắp hết trơn, từ nông nghiệp, từ cho đến công nghiệp, từ sinh học cho đến y tế, thì nếu ăn cắp như vậy thì nó sau nó phát triển, nó làm giàu được quý vị. Bởi vậy với đó Nam biết rằng là người ta thống kê bây giờ tầng lớp trung lưu của Trống Cộng, người sang Nam, nó có thể nó nhiều hơn tầng lớp trung lưu của Mỹ. Tại vì anh cũng không ngạc nhiên, tại vì cái dân số nó gấp mấy lần nước Mỹ. Đó, thì cái này chúng tôi còn nói vấn đề hai cái nền tảng chính nhất là robot, tức là người máy và trí thông minh nhân tạo. Cái thứ hai là AI hoặc là IT chẳng hạn, thì đó là hai lĩnh vực nghiên cứu mà Mỹ đang hiện tại đang phát triển và nghiên cứu thêm nữa. Thì Trống Cộng bây giờ là muốn đánh cắp những cái đó để sau này có thể rằng là vấn đề nó không chỉ về chiến tranh, thưa quý vị. Còn cái vấn đề mà anh Nguyễn Xuân Nam thì này, bởi vậy là cái viện Khổng Tử, anh Nguyễn Xuân Nam kỳ xưa anh có nói ra phải không, cái viện Khổng Tử Trống Cộng nó rắc lẻo đến mức độ bây giờ là đưa những cái viện Khổng Tử, tức là nó muốn đưa cái văn hóa của Khổng Tử của Trống Cộng đưa cho đến các quốc gia trên thế giới để biết để cái nền văn hóa của Trống Cộng chẳng hạn, thì như vậy rồi nó cung cấp tiền bạc, rồi nó đủ thứ đợt, có nghĩa là ai học tiếng Trống Cộng nó có thể nó cho tiền, cho học bổng, rồi vân vân những cái kiểu. Tại không ngờ những cái viện mà Khổng Tử đó nó đặt ở trong các trường đại học lớn, mà hiện nay có 100 viện Khổng Tử đang hoạt động ở các trường đại học ở Mỹ, mà những cái viện đó nó nấp một cái dự chiêu bài, tức là nó có thể nó liên hệ cho các để nó đánh cắp tài sản những nghiên cứu của các trường đại học đó, thưa quý vị. Thì đó quý vị thấy, do đó những cái gì mà Trống Cộng được đưa ra thì đó là mình phải xem lại, chứ không phải là đưa ra một cách những cái bình thường, giống như Mỹ đưa thì như là Save the Children Fund chẳng hạn, là bảo vệ trẻ em này cái nọ, nó giúp với cái cách rất là nhiệt tình đó, với cái lòng nhân đạo. Bên cạnh đó có thể là có dò thám là cái gì đó thì mình có thể ít thôi, nhưng vấn đề lòng nhân đạo rất là nhiều, những cái Trống Cộng nó đưa ra cả gì, cái đó mình phải xem lại có điều đó phải đúng hay không. Chính như vậy hiện nay quý vị thử tưởng tượng là có 100 viện Khổng Tử đang hoạt động ở các trường đại học Mỹ. Rồi bây giờ Trống Cộng sử dụng một số lượng bao nhiêu quý vị? 350.000 sinh viên đang du học tại Hoa Kỳ, thì trong số đó thì ít nhất là có khoảng 25.000 đang hoạt động về gián điệp, về tình báo, tất cả mọi thứ mà chúng tôi đã nêu dưới trên. Thì như rồi đó là sinh viên không thôi, còn các giáo sư mà dạy các trường đại học nữa, hoặc là các dạng nghiên cứu. Bây giờ chúng tôi đưa thêm thí dụ năm 2009 chẳng hạn, thì giống như một cái giáo sư về kỹ thuật điện tại trường đại học Tennessee chẳng hạn, đó là tên ông John G. George, tức là năm 2008 thưa quý vị, thì ông ta bị kết tội là chuyện bất hợp pháp về công nghệ về của quốc phòng cho 5 sinh viên của ông ta đem về Trống Cộng. Rồi năm 2009 chẳng hạn là ông Joe Pan Liu, là một nhà nghiên cứu trường đại học có danh tiếng, nằm ở trường đại học Duke, là chuyện dữ liệu công nghệ mật nhạy cảm nhất của Hoa Kỳ,
Thì như như công ty về về thông tin công nghệ chẳng hạn, là chuyện về cái trống cảm rồi, hoặc là để ông mà Michel Liu này á, thì ông chuyển công nghệ á, chứ đó, do đó trống cảm tạo ra một cái công ty gọi là Khu An Chi Science Limited. Quý vị thấy không, ăn cắp công nghệ như vậy được qua là mở công ty đó hoạt động được liền. Chứ quý vị thấy rồi, nhanh không, mà trong khi đó không mất một đồng nào nghiên cứu hết trơn á. Rồi năm 2015 chẳng hạn, thì các giáo sư của trong cộng trong đó có 6 bị cáo về tội gián điệp kinh tế. Quý vị còn nhớ rằng năm năm 2015 á, thì trong đó một giáo sư và 6 đồng nghiệp á, tức là Bộ Tư pháp cũng cũng kết tội á, thì đó là những cái thí dụ như vậy. Rồi những người mà về nghiên cứu á, về một trí thông minh nhân tạo á, thì quý vị thấy những người 20% những người này làm việc trên trí thông minh nhân tạo á, đó, trong trong những phòng thí nghiệm này á, thì thuộc về là những người trong cộng có tham gia vào nghiên cứu đó, 20% luôn. Thì quý vị thấy, thế bây giờ vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump có ra một cái đạo luật, tức là vấn đề xem xét lại, tức là du học sinh hầu đại học, tức là những người đi qua học về master hoặc là PhD chẳng hạn, thì để xem xét lại và cái thời gian nhất định giữ cho ở lại lâu nữa. Thì đó là một trong những cái mà ngăn chặn, thưa quý vị. Rồi ngoài ra thì có 30 trong số 38 nhà nghiên cứu hầu tiến sĩ, tức là sau PhD ấy, thì thuộc nhóm nghiên cứu ở trường đại học là Maryland, ở trường gọi là Bin Nano chẳng hạn. Thì 30 người trong số 38 người, thì 30 người á thì đến từ Trung Cộng đến Hữu Sơn Nam, thì họ làm sao nó ăn cắp trắng được đó. Để như vậy mà quý vị thấy Hoa Kỳ Mỹ bỏ tiền ra, chứ phải là bỏ tiền được coi như là nuôi nặng này cái nọ, rồi nó đã bị ăn Còn núi ông Tây Áo cắp. nữa. Nó ăn tại áo á. Khi này anh Nguyễn Xuân Nam cũng nói là vấn đề ăn cắp giống chẳng hạn, thì giống như ở Ohio chẳng hạn. Thưa quý vị thấy rằng là hàng năm như vậy á, thì Mỹ, các cái công ty Mỹ á, là mất 150 tỷ Mỹ Kim. Do đó những cái tay ăn cắp như thế này, những cái tay ăn cắp này á, là tên là Mo Hailong, là gốc gốc trống cộng một quốc tịch Mỹ đó, quý vị. Thấy ông cấp hạt giống á, để cho tập đoàn là Chinese Conglomerate. Mà cái công ty của hạt giống này là công ty là DuPont PO nè. Mà cái công ty này thì quý vị thấy mất là 30 đến 40 triệu mà nghiên cứu để mà trong phòng thí nghiệm để mà ra hạt hạt cái con cái bắp này. Hay là một ông này coi như người nghiên cứu xong coi như là ông tự ăn cắp đưa về trong cộng coi như sản xuất ra, anh thấy không? Anh thấy như vậy. Như vậy tôi quý vị thấy rằng những cái thí dụ mà đó là một trong những thí dụ mà chúng tôi đưa ra một cách hạn chế được, quý vị. Nếu như mình nói ra vấn đề ăn cắp của trong các sinh viên, từ người di dân rồi từ người mà đào tì đó vân vân, thì nó quá nhiều, người là không 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 có thể mà nói hết được, thưa quý vị. Rồi cái vấn đề mà có cái thế này, thưa quý vị còn nhớ rằng cái công ty gọi là công ty Micro Device. Thì khi mà công ty device này á, thì khi mà Trung Cộng á, thì là muốn mua cái công ty này, thì cái công ty này á, từ giữa cái chiều luật của Mỹ á, tức là không được bán những cái công ty của mình có nó ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Thì quý vị thấy rằng là cái này chúng tôi có đưa ra cho quý vị, thì họ bằng cách họ không bán, tức là họ bán thì giống như họ bán họ lấy được tới tiền họ bỏ túi, họ đóng giả chứ họ không bán. Nhưng khi mà đạo luật ra thì họ không bán được, thì bằng cách họ cấp giấy phép gọi là license á. Thì khi bằng cấp giấy phép này á, thì những người đó họ mua được cái giấy phép đó, thì như vậy là họ công sinh hoạt trong cái công ty đó, thì họ có quyền là truy cập những cái thông tin hay là những thông tin đó, thì giống như hình thức bản, thưa quý vị. Thì đó là một trong những cái mà là không biết rằng là Mỹ sau này Quốc hội Mỹ các nhà lập pháp có thể nghiên cứu cái vấn đề để ngăn chặn vấn đề nó được không, Nguyễn Xuân Nam hả? Thì đó là những cái mà bây giờ là đang trở ngại chuyện đó. Thì như đó bà, bây giờ bà không được thì họ bằng cả cái công ty bằng cách chuyển nhượng vấn đề mà gọi là license đó, tức là cấp giấy phép đó. Rồi bên cạnh đó thì Trung Cộng trực tiếp bỏ ra hàng tỷ đô la đầu tư vào nghiên cứu tại quốc nội
cũng như mua lại các cái công ty tiến triển từ nước ngoài, thì họ nói có như là bỏ tiền nghiên cứu với bỏ tiền lập công ty, thì như là họ bỏ ra $100 tỷ về chất bản dược chẳng hạn, hay là trí tuệ về nhân tạo là 150 tỷ, thì họ nói rằng là năm 2030 chẳng phải 2025 made in China, năm 2030 tức là họ có thể được có một hệ thống nhạy cảm nhất được điều hành là vi tính bởi chính quyền của Trung Cộng. Bởi vậy quý vị thấy rằng là ông Tập Cận Bình tức là không có nhiệm kỳ như vậy, đó là cái tham vọng của Trung Cộng như vậy. Thì hiện nay thì quý vị thấy rằng là Trung Cộng bây giờ nó đưa nhân viên của họ hoặc là đưa những cái đào tạo, thưa quý vị thấy một yếu tố nữa thưa quý vị, thì như họ đưa ra họ cho những người di dân qua chẳng hạn, hoặc là sinh viên qua du học chẳng hạn, thì những người gián điệp đó có nhiệm vụ làm đến 50 năm, trong vòng 50 năm đó phải làm việc cho họ. Thưa quý vị thấy á, thế như vậy quý vị thấy rằng không là gì, thì ví dụ như những cái hãng chip của là Qualcomm chẳng hạn, hoặc là Microsoft, là Oracle chẳng hạn, chắc là quý vị thấy rằng là hoàn toàn là có những người Trung Cộng trong đó hết trơn, chứ phải không? À, thì bên cạnh đó thì Trung Cộng nó tống ra một số tiền rất là lớn về tài chính, thì như là 45 tỷ chẳng hạn cho vay nợ mà lãi suất rất rẻ cho cá nhân là có công ty với mục đích ăn cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Thì đó thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam, thì đó là một trong những cái mà của Trung Cộng nó có cái âm mưu như vậy. Thì anh thì nghĩ rằng là nếu như mà liệu Mỹ mà nếu như liệu Trung không có những cái đạo luật hoặc là những cái đòn mà đánh mạnh vào Trung Cộng, thì anh thấy rằng là có sự nguy cơ lớn. Dạ. Cảm ơn mọi thứ quý vị. Ngày xưa đó chúng ta nghe cái tác phẩm của ông Peter Navarro là Chết dưới tay Trung Quốc, có số người bàng quan cho rằng Mỹ vẫn rất mạnh, thưa quý vị. Nhưng mà con vi trùng Trung Quốc nó đã ăn sâu vào nước Mỹ. Nó một cái network, một hệ thống, nó bám chặt vào để nó hút máu của nước Mỹ, hút trí tuệ nước Mỹ để đem về Trung Quốc. Ngày xưa chúng ta nghe nói cái chữ mà chảy máu chất xám á, chẳng hạn như những cái người mà giỏi ở các quốc gia, họ được mua về Mỹ, họ đem về Mỹ, qua đi đó, họ trả lương cao, họ có những sáng kiến kỹ thuật, họ được trả những bằng phát minh của họ với số tiền lớn, vân vân. Trên những cái chất xám trên thế giới đều chạy về Hoa Kỳ và biến cho Hoa Kỳ thành quốc gia hùng mạnh. Nhưng mà bây giờ Trung Cộng chơi cao cơ hơn là chạy cái nạn chảy máu chất xám. Anh không có nuôi, anh không có chảy máu, anh không có đem về đây trả tiền, anh ăn cắp chất xám. Anh cứ nuôi đi, anh cứ đem về Mỹ nuôi đi, anh em Mỹ giúp phát triển đi, anh em Mỹ nghiên cứu đi, anh em Mỹ chế tạo đi, em Mỹ phát triển đi, ra thành quả. Đi cửa sau tôi lấy, nhẹ nhàng hơn, khỏi tốn, tốn hoặc tốn rất là ít. Cho nên cái nạn mà ngày trước nhân loại lo sợ cái chảy máu chất xám về Hoa Kỳ, biến Hoa Kỳ trở thành quốc gia mà có bằng phát minh lớn nhất trên thế giới. Ngày nay Hoa Kỳ sợ Trung Quốc, không phải chạy bóng chất xám về Trung Quốc, mà bị ăn cắp chất xám về Trung Quốc. Thưa quý vị, đó là một cái hiểm họa không phải của Hoa Kỳ, của Tây Âu trong thế kỷ 21 này. Chúng ta thấy một câu chuyện rất đơn giản thôi, thưa quý vị. Câu chuyện mà chiếc xe lửa tốc hành, bullet train, ngày xưa đó là một cái phát minh của Nhật Bản. Nghe nói xe lửa tốc hành, xe lửa đầu đạn, mình nghĩ tới Nhật Bản. Phát minh của Nhật Bản, sáng kiến của Nhật Bản, trí tuệ Nhật Bản. Nhưng khi họ sang Trung Quốc để hợp tác, để phát triển với Trung Quốc ấy, thì thưa quý vị, họ phải bàn giao kỹ thuật. Rồi sau khi một cuộc hợp tác nó cơm không lành, canh không ngọt, công ty Nhật rút về, thì toàn bộ cái kỹ thuật đó, toàn bộ cái khả năng phát triển đó, toàn bộ cái kiến thức đó, toàn bộ cái khả năng chế tạo đó, nó nằm tay Trung Quốc. Và giờ chúng ta thấy ra gì? Trung Quốc chiếm gần toàn bộ cái thị trường trên thế giới, không? Trên thế giới. Yeah. Về vấn đề về tàu tốc hành, tàu tốc hành, tàu lửa tốc hành, tàu siêu tốc hành, tàu siêu tốc hành. Cho nên chính như vậy Nhật Bản bị cướp trắng trợn, bị cướp càng cái trắng trợn, và bao nhiêu công ty Hoa Kỳ cũng đang bị cướp gạt trắng trợn. Cho nên ngày nay cái chuyện chảy máu chất xám không còn là vấn đề lớn nữa, không còn là nỗi lo sợ lớn của các nước nữa, mà nạn ăn cắp chất xám của Trung Quốc
trở thành một vấn đề lớn. Mà trong cái bài viết sáng nay sở dĩ chúng tôi có mời Nguyễn Bùi lên nói chuyện này đó, thì tại vì tình cờ đọc một bài báo trên The Wall Street Journal, họ cho rằng cái chuyện mà tin tặc, chuyện hackers của Nga đó, nó nguy hiểm đến với dân chủ, nó nguy hiểm đến với an ninh quốc gia, nhưng mà nó không nguy hiểm bằng Trung Quốc. Trung Quốc có một mạng lưới dày đặc tại Trung, tại Hoa Kỳ, để mà đánh gục cái nền kinh tế Hoa Kỳ, và có chỉ tiêu Make in China 2025, thời điểm, mục tiêu, thời điểm để họ đánh gục Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta thấy rằng cái cuốn tác phẩm của Peter Navarro chết dưới tay Trung Quốc không phải là chuyện khoa học viễn tưởng, mà chuyện có thật và đang đến với nước Mỹ. Cho nên chúng ta thấy rằng những cái trận chiến về thương mại của Tổng thống Donald Trump đang đánh với Trung Quốc với những cái biện pháp để khống chế Trung Cộng trong vấn đề ăn cắp kỹ thuật, chuyển nhượng kỹ thuật, ăn cắp sản phẩm trí tuệ, nó có lý do của nó, thưa quý vị. Bởi vì trong cái hệ thống mà cố vấn của ông Donald Trump có những nhân vật mà, thưa quý vị, đứng đầu Hoa Kỳ và thế giới trong việc nghiên cứu cái thủ đoạn của Trung Cộng, và bây giờ họ đang áp dụng cái thủ đoạn chống Trung Cộng trong vấn đề này. Dạ. Rất là cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay, và rất là cảm ơn Bùi. Hẹn gặp lại lần tới, thưa anh. Dạ. Xin chào anh Nguyễn Xuân Nam, giờ xin hẹn quý vị vào tuần tới.